lúc dây u cầm chìa bán đã bịa mau cam vị thi mà nô thó ni mình màn chia sụp bấn đam bấy prokas phai rock mùi pro bằng cá rồi bò lục dây miền chmu lư polo đại bàn bài kia nước nóng sa máy polpot lục dây u cầm chìa miền ai chụp bài sập chân lục dây miền sọc cầm nát nước nóng khai cẩn đà lục dây miền lục ở bột chmu bích nâng mà đái chmu tròn hồi lục giấy cứ chia con sợi bóng khăn ông chùm nón bóng ôn chùm nuôn bệnh nè ôn sợi bằng tốt mình chùm mùa xôn xôn nà rí nâng ôn bó bớ mình chùm mùa cù xe rình nên khi nhóm chùm mùa xâm kiều lì hà lìm kào lì à dụng sai sắp rạm chân nằm nên khi nhóm trời chỉ đôn mùi rồi bó chùm mùa polo hào ông sợi khẳng nế qua chùm mùa u cầm trì cứ chia mà đai thông rồi bó polo trời chia bóng sợi rồi bóng mà đai polo cua xa rồi bóng dương tầm pi luôn nơi khôn ông ở sầm máy chật pram cứ luôn nơi khôn ông đồng bộ tết tại mùi cứ dương từ sọc cỏ thông chỉ mùi khnì chỉ mùi nâng mà đai thông ấy tơi tạm bay cua xa vận tay dương nơi bay bay khnì á lúc đó nơi ban và hai chỉ cả lạc hai rồi bóng polo ban chùm liếc cua xa polo nâng bà đai thông u cầm chìa nít làm một nông bình làm một nông bình vĩnh và toàn máu có chìa tia phơn từ bắt đầu bòn từ đó là đàn nơi không sợ máy bò bò nó cứ nơi ru nơi không ở cái lại muối đây là cái hai thập phun tần long khnạt bắt tần long phun buồn chả cứ pe lúc hai đây cứ sa polo cứ chụp nơi bàn nhà đây thịt ớt clean rồi hốt đó mà đa dụng phố polo slap phố polo slap slap chìa bằng to bằng to hay nơi bê đài ớt clean clang môn mình slap nó mà đa dụng polo ban dụng polo rút tư nơi chỉ mùi tia mà đa dụng thông u cầm chìa nít ban rồi dẹp bê và hai chìa pram tư phần mùi tháng ngày quật chùm lý côn vô tư cả lại miên hộp cả lại quân đi cả lại miên hộp đập bê cả lại quân nó cả lại ớt hộp cứ chlong ta prey muối mà chỉ hiên miên hộp mà chỉ hiên ớt hộp đơn chăng mà đai polo ban vô côn polo nâng vô từ nơi nhà chỉ muối quát chỉ muối nâng mà đai polo nâng ban mặt tật chỉ muối dễ chiên muối tiệt nơi ban bay nẻ chăng pe đài mê con kịt đăng tha mà đai polo ruột nơi chỉ muối u cầm chiên ấy kịt đăng có kịt đăng mà đai polo nâng dễ chiên nâng polo nâng mau tặng dục mà nơi cái lạnh phung cha vinh mà nơi cái lạnh ớt hộp chăng u cầm chìa này quạt bật mùi quạt tăng bị pê để cái đánh mau mau cái lại ăn hột với nó là hột ôn sậy tì pì rọ bò lục giấy đài miên chmua sơn sơn nà rí miên xoa mây chmua lư bồn liềng hơi miên cốn chum nuôn bảy nẻ côn pro tì muối chmua lư bồ lố côn pro tì pì miên chmua lư bồ đét nâng côn sậy tì bấy miên chmua lư bồ đạt chị ạ cơ xó con chùm nuôn bì nẹ rộ bọ bồn sợi lục giấy bàn sắp nơi khăn ông xa máy bồn bọt nơi xó tại con bọ chú bò mà nẹ hơi có bàn bắt đầm năng tiệt xoa mây rộ bọ lục sợi xôn xôn nà rí miền chú mua lư bồn liếng cứ chìa con bọ bớ khăn ông chùm nón bọn bồn bọn cá chùm nuôn bầy nẹ đài miền bọn bọ tì mối chú mua lư chía nâng bọn sợi tì bí miền chú mua lư cầm lèng năm mà quan cầm buôn rồi chất sắp cầm buôn cào giờ con to rụng đó có quạt ban lư đầm đắng tháp polo nơi ru tay mà để ai cột cào thì nó sập tặng o lư bồn liêng có sập xuân rì có sập tặng o chấm quạt ban từ đầu khumui tay kê ao ấy bồn miên mà quạt tháp polo nâng ban từ ru nơi chỉ mùi mê con mà để thuốc pet nước pet để bay sầm máy chất sắp cầm buôn nâng miên dây hột nơi sọc cỏ thông nâng kê mà chuột mà đai nhom to cái bàn pháp tha polo nâng tới chỉ muối mà đai chỉnh châm rồi bọc kê hao thì chân cái polo nâng bàn xong dễ hot nâng mau chỉ muối tay dễ hot nâng bàn ao mau tê lần chân mà đai nhóm quạt mình là tập hiệp tới tam á chân quạt có đặc sai tăng tỷ giá pe nâng mau ăn bàn chuột khi rồi hot mà đau sao mày nè cái bàn bạch chẹt tha polo nâng nơi ru mà cứ ru xa cứ ru tại mà nẹt cột căn nhóm nơi tu pe tôi mình mới là bằng tha chăm tha giảm mình vận tải polo nó thọp rột lên chỉ mỗi nhóm hai cái thọp hàng nhóm ta ở tới rừng mua cả mạp về nè
ព្រោះឯងខ្ញុំមានខ្នៅនៅក្បាលពោះអញ្ចឹងកាលហ្នឹងយើង6 7ឆ្នាំហើយធ្លាប់ទៅរៀននៅសាលាលូទឹកស្អុយជាមួយគ្នាហើយធ្លាប់ប៉ាខ្ញុំអីហ្នឹងអ៊ីវទៅហូបនំប៉ាហូបកាទៀវនៅក្រៅរោងកុនបកូហ្នឹងខ្ញុំចាំតែប៉ុណ្្នឹងណាចំណែកប៉ូឡូហ្នឹងខ្ញុំដូចមិនមានថាស្លាកស្នាមគេហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបើសិនជាប៉ូឡូហ្នឹងនៅរស់គេដឹងថាឪពុកគេមានដំណើរយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគេនៅចាំចាព្រោះអីដំណើររបស់ឪពុកមីខ្ញុំមួយអាចបញ្ជាក់ថាឪពុកគេហ្នឹងជាពិតជាកូនរបស់គាត់ហ្នឹងមែនព្រោះអីគេអាចចាំថាដំណើរឪពុកគាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចណាមានទំហំធំណាអូនមិនអាចកាត់ថ្លៃបានណាព្រោះអីសាច់ឈាមសាច់សារលោហិតយើងមានការនឹករលឹកគ្នាណាមិនថាអ្នកនឹងឯងក្រឬមួយក៏មានទេនាងខ្ញុំចង់ជួបព្រោះអីកតបកិច្ចចុងក្រោយរបស់ម្ដាយខ្ញុំក្ដីអ៊ំស្រីអ៊ូកំជ្រៀននេះក្ដីគាត់ចង់ជួបមុខគ្នានៅដំណាក់ចុងក្រោយបំផុតនៅពេលដែលគាត់បញ្ចប់ជីវិតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប៉ូឡូនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឬមួយក៏ក្រដែលថាជីវភាពខ្វះខាតក៏ខ្ញុំនៅតែចង់ជួបអញ្ចឹងកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនសូមប្រកាសស្វែងរកលោកលឺប៉ូឡូដែលត្រូវជាកូនប្រុសទី1របស់លោកស្រីស្រុនសុនណារីនិងជាក្មួយប្រុសរបស់លោកយាយអ៊ូកំជ្រាប្រសិនបើលោកលឺប៉ូឡូមានដំណើររឿងដូចដែលបានរៀបរាប់ជូនខាងលើបានលឺដំណឹងប្រកាសនេះសូមទំនាក់ទំនងមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ0975097097ឬមកទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់នៅអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បាយយ័នខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅទឹកចិត្តដ៏ស្មោះត្រង់ចំពោះខ្ញុំចំពោះប៉ូឡូបើសិនជាប៉ូឡូបានឮដំណឹងដែលនាងខ្ញុំប្រកាសរកនេះតាមទូរទស្សន៍បាយ័ននេះមិនមែនជាសុបិនសូមប៉ូឡូឆ្លើយតបទោះជាប៉ូឡូមានទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដោយមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដោយពួកនាងខ្ញុំនឹងទទួលស្វាគមន៍ជានិច្ចព្រោះម្ដាយខ្ញុំកំពុងតែរង់ចាំមួយនឹងសួរអូអូនៅមកយូរដែរហើយបើមិនដឹងមួយនៅឯណាណាបានថាហើយឥឡូវនឿដំណឹងថានៅរស់ហ្នឹងយើងចង់ជួបក្មួយ